Nấy hả? Nó mới bổ dậy á. Nhìn là béo rồi. Để coi thử quay cái đoạn mà bé Hà mới ngủ dậy đổ bánh xèo có tỉnh không? Có chính xác không? Rồi chào mọi người nha. Chào quý anh chị, cô chú và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay quay sớm. Hôm nay tối chiều thứ bảy nha các bạn. Chào chú Hà, chào tất cả các bạn, chú nước ở ngoài nước. Rồi, tỉnh ngủ chưa? Rồi. Ok. Đây. Cập nhật cho các bạn xem nè. Tôm đầy, đầy gỗ. Thịt đầy rổ. Dầu đầy tô. Đậu xanh đầy, đầy rổ. Giá đầy rổ nha các bạn. Còn kia, rau đầy tủ. À, bánh xèo đầy bàn. Rồi ok. Rồi tiếp tục ra coi đồ bánh xèo. Này đổi sớm, nay thứ bảy không biết là mình nghĩ là chắc đông khách đó các bạn. Thứ bảy đông khách. Nãy là khách có khách nhiều giờ bé à? Bài gai. Hôm chú không rõ nhưng bây giờ chú mới thấy là cái mặt con bị ai bóp gió. Tự bóp hả? Tự xử hả? Thôi. Và ăn cơm chở vậy? Đây. 9 cái nha các bạn. 9 cái ở đây. Rồi tìm 8 cái nữa. Rau thì một tủ. Rau thì một tủ. Đổ hai chảo nha các bạn. Coi thử tình hình mấy chú đi tới đâu à? Tập trung quay bánh xèo quá. Cho anh mặc áo. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn nha. Đây đẹp xinh dữ ta, áo đẹp dữ vậy trời. Mới ngủ dậy. Đi rồi. Cái xe kia chỉ quay đầu nặng quá à. Xe nó nặng. Nó mát. Nó mát. Trời nắng xuống thì trà đá nó mát. Gì chơi vậy? Cắm đầu vậy? Hồi nãy giờ mới đổ hai chảo này hả? Mới bán luôn. Đổ mới hai chảo mà để cút cát mà bây giờ tính bàn là hai giờ cái bánh điều chứng tỏ là sao? Cách la ra nha các bạn. Nhưng mà cuối tuần là kiểu như buổi tối bà mới đến. Ở đây chú Long đi nè, sớm vậy ta? Chú Long đó. Ghé kìa. Chú Long mới, chú Long đổ đầu. Hả? Chạy vô, mới chạy vô. Mới chạy vô á.
thiệt. Bánh xèo nhí, đó địa chỉ là 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha các bạn. Khán giả quen thuộc thì biết địa chỉ này rồi, cho nên là nhiều khi anh em mình đọc địa chỉ để cho ông bà cô chú mà mới á, những người mà lần đầu tiên đến với bánh xèo nhí á, biết địa chỉ. Trời hôm nay nắng cho nên là cái gọi là cái màn ông nội vẫn còn đỡ ra cho nó mát đấy các bạn. Dạ. Không, trà đá mát mát. Mát gì? Sao? Cái lượng sao? Không dạ. Là sinh nhật, là sinh nhật con là tối mai là tổ chức ở đây hả? Ở đây. Sao nghĩ vậy? Rồi trong lúc cái thời điểm 7 giờ 8 giờ đó là nó đậu nè. Vừa nói mua hai con gà. Hai gà. Rồi đó. Gà làm món gì? Gỏi hả? Đâu. Mua gà ở ngoài về về ăn á. À. Là nướng hả? Chưa được 5 giờ mà cô Bình Nguyên chưa tới mà. Phải không? Sáng có đi học không? Hả? Sáng có đi học không? Có gì chứ hè. Ý là thứ bảy có nhiều khi thứ bảy nghỉ á. Có một có học môn thể dục không? Tư, gì một tuần hạt hai bữa thể dục luôn. Chỉ cái hai giống thôi, tại vì chú quê có học thể dục có một lần thứ ba rồi. À. Ngày thứ ba thôi thôi rồi đó. Đúng rồi, một tuần học học thể dục nhảy cao nhảy xa hay là chạy bộ vậy? Một buổi thôi, học hai buổi gì vậy? Không. Ok, chào ông nội nha. Gì làm sớm? Ai bán làm sớm? Ông nội đi điên quá à. Việc chưa tới hả? Chiên hai chảo cút cắt cút. Vô kèo, vô kèo à. Món gì? À, cái món gì? À. Cà phê muối hả? Không,
chưa thích cái món cà phê muối, uống còn mặn. Ừ, chú Lâm bán món cà phê muối mà. Ngon. Để kia chú Lâm đem tới còn nhiều đi mua, chú Lâm còn nhiều lắm. Cà phê muối chú Lâm. Là chú Lâm bán cà phê muối. Muốn cái nhà vẽ cái nhà thành tặng cái nhà hả? Xe là vẽ được rồi hả? Là nói rồi hả? Con có mời bạn Mẫn không? Mận đào phở. Hello, it's me. Đây cuối tuần mà không rồi. Bảy mà. Không biết giờ giấc chứ. Không biết giờ giấc nữa. Rồi hết cục rồi á. Cái chân nó bị đung đưa á.
nội, mọi anh Mai tặng quà cho bé Hà không nội? À là ý là tặng quà là cho bé Hà đổ bánh xèo hết ngày mai luôn hả? Là tới tối luôn. Ừ, tặng thêm phần quà là đổ bánh xèo tới 9 giờ. Wow, phần quà kỳ vậy. Ủa, nghe mà lỡ là trời đất, cái gì coi là con mới chiên nguyên ngày đó luôn. Không chiên luôn hả? Không chiên thì có chiên nửa ngày thôi. Không là không có là có, nửa là nửa. Nửa là vẫn có chiên rồi. Thực hiện nhiệm vụ xong rồi mới là vui chơi đúng không? Bánh xèo đi mọi người ơi, lánh má đi thôi các bạn ơi. Bây giờ là 4:10 nha quý vị. John đã gửi ảnh cho bạn. Nhìn kỹ thôi. Ủa rồi em có mẹ đưa dạo. Ghê. Ghê quá, ghê quá. Có chỗ này không? Đâu, mấy bạn học lớp nó. Không khớp, ghép không khớp gì hết, cái mặt kia không. Ấn đầu. Ăn cái gì mà ăn hoài, uống Fukaka vô. Fukaka. Bởi vì... Ăn gì vậy Tâm Anh? Cái màu này đi bánh mì hả? Hai cái chứ đổ sắt quay lại chỗ đấy đó. Hai cái chứ. Ok chú. Hai cái ba. Cuộc đời là thế đó, là bánh xèo thôi. Hai cái đem về luôn. Hai cái đem về cho cô luôn. Kiểu ngủ chưa đã thèm á, giờ đi vô ngủ nữa, tới khoảng 10 giờ là nó hết buồn ngủ à. Đúng rồi. Chút nữa là mà khách đông vô là chở tay không kịp luôn á. Chưa có khách nha các bạn. Mọi người giờ đi ra đường, cuối tuần ra đường trễ lắm. 6 giờ người ta mới bắt đầu lên đèn, lên đồ. Đọc
bình luận ơi, đọc bình luận cho bé Hà nghe coi. Có đâu. Rồi, hai bánh cho chú. Nhìn. Làm thủ tục để lên một cái chảo mới nữa. Cái hàng này lấy bánh là ngọt, ngọt ơ luôn à. Hai bánh cho cô đem về luôn. Rồi hết bột luôn rồi, lên bột. Ê, anh như thấy bột hơi lỏng rồi nha. Sao? Giăng cái miếng thịt đó hả? Hả? Đúng rồi, giăng trời luôn. Miếng thịt gì mà chắc như mỏng lắm hay sao mà nó văng lên trời ghê vậy ta? Ừ. Văng nổ cỡ đó mà nó không văng lên rồi. Cuối tuần rồi, bánh xèo thôi. Qua đây mua gì? Mua cơm chay hả? Rồi. Rồi chạy cô vô luôn. Vui dữ quá. Vui quá. Rồi. Xô chảo lại đây các bạn. Nhiêu ra được rồi. Như đây giờ tới 5 giờ. Trên đường đi đến nơi lệ. Ủa sao ở trong không thấy khách mà là xe là kín xe ta? À ba chiếc hả? Ôi trời ơi.
nổ ghê thì chứ. Nãy giờ chú là chú chưa biết cái tiêu đề vậy luôn hả? Bà nội à, bà đây tiêu đề có rồi, ông nội bà nội đi mua đồ quà sinh nhật cho bé Hà rồi. Gì kìa? À, sẵn dặn trước ốc bươu hả? Ốc. Nửa mặt hả? Bảy giờ là lúc khách đông nhất luôn á, chủ nhật á. Tình quá coi nhìn bể mình. Tình thôi bể mình. Nổi luôn kìa. Bà nội đi mua quà sinh nhật cho bé Hà. Bất ngờ bà nội với ông nội đi mua quà sinh nhật cho bé Hà và cái kết. Và cái kết. Bánh xèo cuối tuần đây mọi người ơi, quý bà cô chú ơi, đang không có khách nha, để đi dạo vào một vòng cho bà cô chú xem menu rồi cho chú Kim rồi thấy rồi, chú Kim rồi ghé rồi, hôm nay chú Kim bán nha, chú Kim mai tới buổi sáng hay buổi chiều. Dạo này là cái rau nó nằm phía trong nên nó không có quay được cái tô rau cho các bạn, chỉ tao được quay được cái bịch vậy thôi. Đúng rồi, bánh xèo bây giờ phải đi buổi tối các bạn ơi, quay bánh xèo là đông vui nhộn nhịp là quay buổi tối, nay đi sớm quá. Lâm tới kìa. Dầu mỡ hả? Đúng rồi, hồi nãy giờ là nó dính đó. Đi văng lên đó. Đang ba chảo nha các bạn. Không. Chú đi làm, đi công tác rồi. Mới về. Mệt quá. Thiệt. Đi làm công tác mới về. Chú Lâm nãy giờ thôi, chú Lâm rep ra.
ra mình mua. Bánh xèo đi các bạn ơi. Bánh xèo nhí đây. Ấy ấy ấy. Khách về, khách về. Việc giờ của con tới kìa. Hả? Đó các bạn. Nãy giờ chú ráng tìm cái tiêu đề mà chú chưa ra cái tiêu đề luôn. Có xe không? Tao nói là. Mối hả? Mua bánh xèo hả? Trên cành cây chim hót chuyện chiều đi lấy người yêu. Ba bạn thân lo lắng chuyện chiều đi đâu không về. Ta bóng dây đá cầu hồng sáng ngay lên bánh tàu. Ông ấy ngang gạt đầu gọi ba đội thủ quốc gia. Không dám đâu, em không phải là thầy. Không dám đâu. Trời ơi. Không có, chú, tiêu đề của chú á là cũng phải phụ thuộc vào tiêu đề của mấy chú đặt trước nữa. Mấy chú đặt trước sao rồi chú phải đặt khác đi chứ đặt khác là chứ đặt chúng không được. Không được luôn. Nói chung nội dung vì mấy chú quay chung giống giống bối cảnh, giống khung cảnh, chỉ có điều là nó khác cái thời gian thôi, rồi những cái tình tiết nó khác nhau thôi. Bắt buộc là với chú là phải dựa vào dù những cái chi tiết nhỏ nhất để đặt cái tiêu đề cho nó khác đi. À. Nội dung chính vẫn là gọi là giới thiệu bánh xèo nhí, giới thiệu cái bánh xèo miền Tây với ông bà cô chú ở xa, ở gần. Vô kèo luôn. Không công nhận cái những cái trước năm giờ là ở ngoài đường phố Sài Gòn bây giờ vắng lắm các bạn ơi. Vắng lắm ông bà cô chú ơi. Chuẩn bị hả? Chuẩn bị gì? Ủa bên này chú xin có không ta? Australia. Chào bà ngoại nha. Thánh đồ bộ. Mát. Bánh xèo thì vẫn cứ tiếp tục lên mà khách nãy giờ không có nha. Kêu gọi ông bà tới bánh xèo ơi. Kêu gọi ông bà, mời ông bà tới bánh xèo ơi.
bánh xèo con dây này vắng quá các bạn ơi. Rồi rồi rồi, bánh xèo đây, bánh xèo đây, bánh xèo đây các bạn ơi. Nãy đổ quá trời ba chảo mà nãy chưa thấy vơi mấy hạt. Quá tuyệt vời. Thầy cố có lên đây mới sinh nhật của bé Hào. Thầy cố đang ở quê hả? Có tiêu đề, có tiêu đề rồi à, có tiêu đề. Có tiêu đề. Có chủ đề bất ngờ Hà Anh đổ bánh xèo đá. Vẫn miệt mài đổ ba chảo nha các bạn, bánh ra liên tục nha. Bốn ly nước mía hả? Một mình bà ngoại hả? Dạ không. Dạ 4 ngày. 4 ngày hả? 4 điểm hả? Được 10 điểm hả? Nhanh thiệt chứ, bốn đảo ra đó lại 5 giờ chiều liền. Ủa nhìn cái táo bởi như thế nào? Hả? Cái táo bởi như thế nào? Cái táo đó ai gắn lên chứ làm gì có nó ra rồi đó. Nó ai gắn gì đâu, nó táo cái chân đó. Ủa? Chân ai chọt cái nó hư cái táo chân gì? Ai chơi nghịch không? Chắc là mấy Hà chứ ai đó. Sao cái? Có đâu mà chọn nào. Một mây á, chỗ đó mà, nếu mà chỗ đó là có cái cây mà cái tên cây táo mà nó ra cái trái táo mà cái táo nó còn là nguyên vậy là mới độc lạ. Không ai phá. Ở cuối tuần là chúc ông bà cô chú và các bạn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Ai thèm bánh xèo thì tới 21 Đông Bắc Tân Giá Điệp quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn ai mà muốn đồng hành với bà nội trong cái chương trình là bánh xèo chay á hàng tháng, cũng như là bánh xèo mặn nữa, bánh xèo mặn cho các những người cơ nhỡ rồi những người bán vé số rồi thì cứ đồng hành với bà nội thông qua số điện thoại là 0986804347 nha các bạn. Còn ai bánh xèo dưới thì cứ tới thì đây 21 Đông Bắc. Còn ai muốn gọi điện thoại mà tâm sự với bé Hà số điện thoại là 0907052519 nha mọi người. Số đó là số riêng của bé, nhưng mà
bé không được cầm điện thoại. Điện thoại không có lắp sim nha. Có gắn sim nhưng mà gọi được hay không là do nhờ may mắn nữa, duyên số nữa. Quá gọn gàng luôn, nhanh. Lên luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cập nhật cho mọi người xèo nhí đầu tuần, cuối tuần sớm. Đúng không? Chắc không? Đúng không? Chắc không? Rồi, vô luôn. 4:19 Lạc, Đà Lạt, Lâm Đồng. Ai dùng kìa, kìa ra kìa. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Ba, mình nghĩ cô cháu mấy hôm nay thì sao? Cô đâu giống máy đâu mà cô giống máy như vậy. Máy gì? Ủa nãy bé Hà đổ bánh xèo ở đây mà. Đúng không? Sao giấu được? Không ai thấy hết. Tôi nghe tới luôn các bạn. Đi bộ. Ủa, bổ sung thêm rồi đó, chính không? Trái kìa. Đó. Đó. Đó cái giá nha. Đó, đó, đó. Ủa cô kia cho đang chờ cái xe buýt sao lâu dữ ta? Có giờ xe buýt phải không? Lửa quá yếu luôn. Lửa yếu. Ăn lên lửa lại cho nó nhiều nhiều lửa. Rồi bánh nó giòn ngon á. Rồi.
mém hết pin rồi các bạn ơi. Cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Kết thúc video. Đó. Cuối tuần thứ bảy nha mọi người. Địa chỉ chúng ta là 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12. À, 1 giờ là mình nội bán rồi. 2 giờ chứ hả? Ủa bữa nay 2 giờ hả? Dạ. Thì chữ 2 giờ rồi. Nhưng mà chú không biết. Tới 2 giờ nhưng mà tới sớm được không? Rồi mà đây. Cầm chặt sao, cầm chặt cái giờ sao. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn. I love you too. Rồi xong luôn, hết pin luôn.